if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all, dear. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it hold you. So beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. When she falls in love, we'll let her go, and I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Lại một mùa đông cô đơn buốt giá vừa đến, chỉ một mình tôi bước đi trên con đường quen. Bao người vui cười, tay họ đan chặt, chẳng bận tâm vì bao lâu nay tôi luôn một mình chẳng có ai bên như thế. Tôi từ xa thấy em bước đến gần bên, nụ cười hồn nhiên khiến trái tim tôi ngủ quên. Yêu rồi, chắc chắn là yêu rồi. Cô bé ơi tôi đã yêu em mất rồi. Yêu nhau đi em ơi, em xinh như một đóa hoa. Yêu nhau đi em ơi, anh yêu em yêu đến già. Yêu như mẹ yêu ba, yêu như ông yêu bà. La 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 la, ta về chung một mái nhà. Này em ơi em, đi nơi đâu anh theo với. Nơi đâu có bước chân em cũng chính là nơi anh sẽ tới. Vì anh thương em rồi. Yêu mình em thôi. Yêu nhau đi em ơi, chứ không nói em sắp tới rồi. Mai là vàng sinh rồi, chúng nó có đôi về thì tại sao một nỗi này ta phải
lẻ loi. Mình yêu nhau đi để anh được nắm chặt đôi tay em đường phố. Mùa đông năm nay lạnh lắm nhưng đã có anh ở đây em đừng lo. Vì khi ở bên cạnh em anh luôn cảm thấy trời đông như ngừng gió. Khi đặt nụ hôn lên bờ môi xinh chính anh cũng như sắp ngừng thở. Vì em là người con gái anh từng mơ và anh cũng không biết được mình đã yêu em từ bao giờ. Mình yêu nhau đi em ơi, ta sẽ luôn chung một lối. Em thương anh đúng không nên nói ra đi em đừng chối. Vì em cũng đang cô đơn mà anh cũng đang lẻ loi nè. Hãy đưa tay anh nắm đến nơi chỉ có riêng mình đôi ta. Nhà sinh mỗi đứa con trai nên bố luôn yêu thương nhiều lắm. Mẹ anh cũng giống bố thôi nên cũng chăm lo cưng chiều lắm. Nên em chưa lo về gia đình, em sẽ luôn được yên bình. Yêu nhau đi em ơi, không lâu nữa đâu anh mang chầu cau mình cưới rồi. Nghe như trong giấc mơ anh thỏ thành. Yêu nhau đi em ơi, em xinh như món đóa hoa. Yêu nhau đi em ơi, anh yêu em yêu đến già. Yêu như mẹ yêu ba, yêu như ông yêu bà. La 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 la, ta về chung một mái nhà. Này em ơi em, đi nơi đâu anh theo với. Nơi đâu có bước chân em cũng chính là nơi anh sẽ tới. Vì anh thương em rồi. Yêu mình em thôi. Yêu nhau đi em ơi, chứ không nói em sắp tới rồi. Mình yêu nhau đi em ơi, ta sẽ luôn chung một lối. Em thương anh đúng không nên nói ra đi em đừng chối. Vì em cũng đang cô đơn mà, anh cũng đang lẻ loi nè. Hãy đưa tay anh nắm đến nơi chỉ có riêng mình đôi ta. Nhà sinh mỗi đứa con trai nên bố luôn yêu thương nhiều lắm. Mẹ anh cũng giống bố thôi nên cũng chăm lo cưng chiều lắm. Nên em chưa lo về gia đình, em sẽ luôn được yên bình. Yêu nhau đi em ơi, không lâu nữa đâu anh mang chầu cau mình cưới thôi. Hãy vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay. Và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Của em, ta đã thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, em đừng lo. La 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 la. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cho phép Kim Anh xin thay mặt cho gia đình Cẩm Hương và ban nhạc Thái Ngọc xin được gửi đến toàn thể quý vị đang có mặt cho buổi tiệc ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe, một lời chào tân tư và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Tôi xin chào các bạn.
chúng tôi gia đình này thì một lần nữa tôi xin nói là thay mặt gia đình này xin thật cảm ơn nhiều. Quá hay luôn. Rồi chuyển qua đây. Rồi xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình của chủ nhà và bây giờ xin mời nhà. Ok, giờ thay mặt gia đình cảm ơn hết các anh chị nha. Rồi mời các chị mà cũng đi cho bằng đỡ nào. 1, 2, 3, vô. Quá cảm ơn. Rồi xong giờ xin mời thấy anh mình đi lên chúc mừng cho gia đình có được Châu Hiền Lê Thảo nha quý vị. 1, 2, 3, vô. Sập sập cái ly xuống chút kia cái mặt kết chỗ anh mà đổi kết đó làm lại nè. Làm lại cái đó đi, làm lại cái này. 1, 2, 3, vô. Một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời còn anh mất đây sao nhỏ 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 ra là taxi co luôn. 1, 2, 3, vô. Quá ở bên nội bên kia bên ngoại mà. Có nha. Vô vô hả tay nha. Chạy chạy bên kia. 1, 2, 3, vô. Tao hiểu này có biên đâu mà quay quẹt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời hai con nhau bên đây tạo nên quê vui.
Đây đám cưới vui ai đâu có là đầy, mẹ
bám nhìn hoài chi chỉ sao nhà. Cùng lấy với bà xuôi đi cái đà, xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui, xuân của lòng ta là không có tuổi già. Yeah.
tuyệt vời tiếng hát của anh Lâm với cả khúc thứ hai đứng bình tĩnh yêu nhau. Kéo cá đang lên nữa. Vô. Ở vô con, vô con, vô vô. Vô kẻ thứ hào. Nghe giữa luôn. 1, 2, 3, vô. Ông cậu Long lo hả? Ngay đứng hình yêu nhau nè. Qua tiếng hát nghe bài ca.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi đó. Hai cánh cho lắm có một. Ai phải chơi đâu quý? Ai 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 chơi đâu quý? Sáng quá ha. Rồi ông chụp bên bãi đâu có thấy mặt tôi đó. Qua này mấy bạn biết mà. Trời ơi trời. Ta tính được không? Không cảm. Đại hơi già. Nhớ nhớ đăng lên tôi kìa kìa ảnh máy nha. Làm lại lần lại. Vậy tôi mới chịu rồi. 1, 2, 3 vô. Kẻ cái nè vô. Xin tôi xin tấu đi, tấu đây là dành cho anh đi nha. Sáng nay bên miệt nhà quê có ai đưa đón nàng dâu hỏi thăm cô bạn mình ơi ghé qua đám cưới người ta chàng trai dễ thương ưa nhìn nàng dâu mới thắm duyên càng xinh nhìn nhau ngày mai vào ngày 9/4 âm lịch năm 2020 vợ chồng cháu bán có vợ con là cháu hồi đi trong buổi lễ hôm nay á thì có hai phần lớn, trước là làm lễ ông bà cô bác gia tiên bác giảng và làm lễ ông bà cô bác cho anh chị em bên nội và bên ngoại của cháu hồng quy còn hiển thị và buổi lễ đăng cử hàng mời vợ chồng cải thiên quán đến nguyễn hương rồi giờ phần đầu tiên thì mời ông bà nam chú hôn làm lễ gia tiên rồi xin phép gia tộc cho chàng phó tay đi lớn lên.
đi em nhường trái xanh màu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu ba tiền. Cường xanh tài nhân rất sang bài dòng xin. Thưa quý quan viên gia tộc hai họ cũng như quan gia tộc bên họ nhà trai, tối đêm nay gia đình của ông bà Nam Chủ Hôn có tổ chức mừng lễ từ đường cho chú rể Hà Huy. Về phần ông bà Nam Chủ Hôn và chú rể đã làm lễ bái gia tiên đã xong. Tiếp theo đây là phần cháu xin dâng rượu cho quý ông quý bà để đền đáp công dưỡng dục ngày mai lên đường đi rước dâu. Và mở đầu phần chương trình là phần cháu Huy xin dâng rượu cho ông nội, bà nội. Xin mời cháu phần cháu Huy dâng chung trà cho ông nội. Ông nội nhìn qua đây, nhìn qua chụp hình bà nội rồi, bà nội. Rồi bây giờ bà nội nhậm lễ cháu đi. Ông nội nhậm lễ cháu để ngày mai cháu lên đường đi giúp cháu. Ngồi chút quá đúng không? Rồi tiếp theo là tiếp theo là bằng dâng chung trà cho bà nội. Rồi mời bà nội nhậm lễ. Bà nội nhìn ra đây nè nội. Rồi bây giờ nội nhắm miếng trà với cháu đi. Quá ngon luôn, vỗ tay đi. Đây quá. Bây giờ con lui lại con xá đi, con xá ông nội bà nội. Xá bà nội, ông nội bà nội hai xá. Xá. Rồi bây giờ rồi. Bây giờ ngày vui của cháu Hào Quy á, là ngày mai lên đường rước dâu. Ông nội, bà nội gửi quà cho cháu Quy là hai chỉ vàng 24 carat. Đề nghị cho chào phá tay đi quý vị ơi. Phần cháu Huy dâng chung trà cho ông ngoại. Mời ông ngoại nhậm lễ ạ. Rồi bây giờ con vòng tay lên sáu ngoại hai sáu một sáu rồi sáu hai sáu rồi ông ngoại gửi quà cho cháu 2 triệu do chào có tay đi. Rồi xin giới thiệu đây là phần dân chung trà cho bà sáu, rồi bà chín, bà tám và bốn. Rồi bốn bà. Bây giờ mời bà sáu nhậm lễ chứ đi, uống đi. Uống xong rồi bà cho gì là bà nói. Rồi bà uống nghi lễ cháu rồi xong. Sáu cho nhiêu? 6 triệu. Bà sáu gửi quà cháu 1 triệu, vỗ tay đi. Sáu dựng như đó không còn. Đứng luôn đi. Đứng đi hơn 1 triệu. Nửa 500, nửa 500. Rồi xong. Rồi tới bây giờ tới bà sáu rồi, tới bà tám đi. Tới bà bảy đây, bà bảy gỡ cây cầu hả, tới bà tám. Rồi bà bảy gửi nhiêu? Bà bảy gỡ nhiêu luôn. Bà bảy 1 triệu rưỡi. Bà bảy gửi cho cháu 1 triệu rưỡi luôn, vỗ tay đi. Con dâu có sao cậu Tú, con bà bảy 300. Bà Tú, con bà bảy 300 luôn. Rồi con xá chung đi, con xá chung. Xá chung cảm ơn với bà luôn. Xá. Uống rồi. Qua đây cho ba lại. Cái nữa. Uống để đẩy rồi bà tám đó kìa. Rồi xin giới thiệu đây là thằng cháu dân chung trà cho bà tám. Bà tám gửi nhiêu? Bà tám triệu với điểm 500. Rồi con cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn bà tám. Rồi xong. Rồi tới ai đây? Tới bà chín đâu? Vàng nhiêu? Vàng 300. Đưa rượu, đưa trà. Rồi bây giờ bà chín uống mấy vụ đi, nhắm cháu đi. Bây giờ hết đi, bà chín thôi, cho cháu đi. Bà chín nhiêu? 1 triệu rưỡi. Bà chín gửi quà cho cháu 1 triệu rưỡi. Vỗ tay đi. Cảm ơn, vỗ lớn lên đây nào. Nghĩa 500, Phượng 500. Cho bốt. Bốt đưa mà vô tay. Bốt, bốt. Cảm ơn. Rồi uống đi bốt. Rồi 6 bốt, 2 6. Rồi bốt gửi quà cháu 1 triệu. Rồi dịnh vô bốt.
xá chung các bà, xá chung các bà hai xá, rồi sáu, rồi xong. Cảm ơn các bà cháu Quy dân chung già cho bà Sáu ở bên ngoài, ở sao ở bên nội, rồi mời 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 ba mang chị Sáu dập xuống, rồi hai ba, cảm ơn, đúng rồi. Rồi cảm ơn cháu Mỹ Lý. Rồi bây giờ bà Sáu, bà Sáu gọi quà nhiêu? 5 triệu. Bà Sáu công bố luôn là bà Sáu gửi quà cháu 5 triệu, vỗ tay lớn lên đi. Rồi cảm ơn bà Sáu đi con. Cảm ơn bà Mừ thì gửi cho gia đình 1 chỉ và 24 carat. Rồi vỗ tay luôn đi cho bà Mừ luôn đi. Giờ xin giới thiệu đây là thằng cháu Huy, dân chung trà đặc biệt đến Đấng Sinh Thành. Người đã một đời chịu thương chịu khó, tảo tần một nắng hai sương, nuôi con không đến như đến ngày hôm nay. Xin phép ba mẹ cho con dân chung trà đặc biệt này để báo hiếu và đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Mời cha mẹ nhận lễ. Rồi xin cho chạm hóa tay chúc mừng hạnh phúc đi. Rồi xá đi con, xá ba mẹ này, xá. Xá Hồ Chí Minh. Xá cái nữa. Rồi bây giờ ba mẹ có ý kiến gì không? Ngày vui của con thì ông nội bà nội ông ngoại với mấy cô bây giờ đến đây chung vui ngày vui của con thì thay mặt gia đình thành thật cảm ơn. Rồi vỗ tay luôn. Rồi rồi sẵn nó chúc cho con mình luôn, chúc con chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Rồi vỗ tay luôn đi, hay quá. Thiệu đây là thằng cháu Quy dân chung trà cho chú ba thím ba. Thím ba bây giờ thím ba chú ba vắng mặt rồi, bây giờ thì có thím ba cũng thế, rồi uống ly này để chúc mừng cho cháu Quy trăm năm hạnh phúc. Rồi vỗ tay đi. Rồi quá ngon luôn, ví dụ là quá ngon rồi. Thím ba cho cháu hai chỉ vàng 24 carat, vỗ tay đi. Rồi xin giới thiệu đây là phần dân trà cho Dượng Út với cô Út. Rồi Dượng Út nhầm lễ. Rồi Dượng Út nhìn ở đây. Rồi Dượng Út uống đi. Rồi đây là phần dân trà cho cô Út. Rồi cảm ơn. Rồi uống đi ra Nguyễn, uống đi. Rồi cô có món quà cho cháu. Còn quà ở lít luôn. Đem vô nha, đem vô cháu. Rồi. Rồi uống dịch như thế nhìn đâu. Rồi 1, 2, 3. Rồi cuối đầu. Rồi đi món quà của cô gửi cháu. Rồi vỗ tay đi, chúc mừng. Dân trà cho thân tập bên ngoại. Mở đầu là mở ba. Mời mở ba nhậm miếng trà. Rồi xong mở ba cho món quà đi, cho quà. Nói luôn mời ba cho nhiêu? 5 triệu. À, mời ba gửi quà cho cháu 5 triệu. Rồi vỗ tay đi. Để trên đó luôn Huy, để trên cái mâm trà luôn. Để lên cái mâm trà nãy Huy nhìn nó sang Huy. Rồi tiếp tục đó là mấy Dì Tư. Rồi Dì Tư nhìn vô trà. Một tay. Rồi. 2, 3. Rồi Dì Tư uống miếng trà với cháu. Rồi đưa cho nhiều. Đưa cao lên coi. Nhiều có lớn lên kìa. Rồi cảm ơn. Rồi cho cháu nhiều. Rồi cho cháu 2 triệu vỗ tay đi quý vị ơi. Rồi tiếp tục là dì Năm hả? Năm. Rồi mời dì Năm. Hai uống ví dụ nha, uống trà thế. Chưa, để tới tân quân quay phim với con, chưa làm cái khẩu, lấy cái ly khách. Rồi, dì Năm cho cháu gì? Rồi, nhà, nhìn đây là dì Năm ơi, nhìn đây là dì Năm. Rồi, con cúi đầu cảm ơn các dì đi. Rồi, cúi đầu xuống. Rồi cầm tay ra cứu sốt. Rồi cái nữa. Rồi chạy cho dì Sáu. Một tay dì Sáu.
Rồi, cảm ơn. Rồi, tới dì Tám luôn đi, tới dì Tám luôn đi. Rồi, dì Tám, rồi dì Út luôn. Rồi, nhìn đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây nè, tất cả nhìn đây nè. Rồi. Rồi, tới đây luôn kêu gì gì? Mấy? Sáu. Dì Sáu luôn. Chị Sáu chỉnh nhớ mẹ đưa sát cho xuống quay 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 sát cho làm vậy nè. Rồi xin giới thiệu đây là chị Sáu cho cháu một chỉ vàng 24 carat, vỗ tay đi. Rồi tiếp tục tới ai? Chị Bảy gửi 2 triệu. Chị Bảy gửi 2 triệu. Khỏi thôi ra lỡ cho có chị Bảy. Chị Bảy gửi 2 triệu. Rồi tiếp tục. Chị Tám đâu? Tám cho cháu 2 triệu. Chị Tám cho cháu 2 triệu. Rồi tiếp tục. Dũng cho cháu 2 triệu. Rồi chị Sáu cho nhiêu? Sáu triệu. Rồi chị Sáu kìa. Chị Sáu chị nói nè em chị Tám. Một tay chị Sáu. Rồi 1, 2. Chị Sáu dùng đây thì chị Sáu. Rồi xong. Rồi chúng tôi xin kính trình luôn với quan viên gia tộc bên họ nhà trai. Hôm nay gia đình của ông bà Nam chủ hôn đã làm lễ từ đường cho cháu Hào Quy đã xong. Một lần nữa chúng tôi xin tuyên bố buổi lễ đến đây đã chấm dứt. Thay lời cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý ông bà, quý thân tộc bên nội bên ngoại và các dì các cô và chú bác đã không quản ngại đường xá và thời gian để về đây chung vui cùng với gia đình và dự buổi lễ thêm phần long trọng. Chúng tôi cũng đại diện gia đình cầu chúc quý vị được an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt và luôn luôn gặp nhiều điều may mắn. Và ngày mai kính thỉnh trước là gia tộc nhín chút thời gian lên đường đi rước dâu cho cháu, đồng thời về nhà để dùng buổi tiệc chúc mừng hai họ kết nghĩa thông gia và mừng cho hai cháu Hào Quy và Kim Tuyến được trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. Buổi lễ đến đây tuyên bố kết thúc. Rồi. Trên non ở vẫn tiền thương nhau thì mầm bánh buồn cau cũng nên duyên ta biết để đâu chứ cho vừa chân thân áo sâu hình nhà cao mà chỉ thăm anh chút công danh về sâu ý ý về sâu chẳng tham mà phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường y y trăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đây ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài chân thân áo sâu hình nhà cao
chỉ thăm anh chút công danh về sau, về sau, ý ý về sau. Chẳng tham mà phơn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường ý ý trăm đường. Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ở đá vàng. Ơ, đôi ta cùng xây đắp tình thương chưa lâu dài. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù sa. Còn trong đời bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa đêm vừa xuôi. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Thời gian mùa xuân sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắn trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa đêm vừa xuôi. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Chưa sang tình dân ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa xuân sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắn trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm
dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. We'll be right back.
Lấy cho ông chụp cái đi. Rồi làm ảnh lên này nha. Rồi vô. 1, 2, 3 vô. Ok. Thank you.
vô cái đám chính đâu. Dạ, đây đi con phim chính đâu. Bao ngày dài theo chiếc mong.
nghèo. Từ ngàn lá số từ đêm giữa thì còn nàng ở trên đầu đất cho đồng phố ở trên đồng đất muốn thay về. Thật hay, trong buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình tính tính đi thôi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son này áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong này tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Nhà ai có ông rể quý, chả nhà ai có cô dâu hiền.
hồ ngộ thay có con lợn quay, rơi đầy mâm này bao đầy bùa. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Trọn đời thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu, nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa mau tới đây mà xem, mấy cô khôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa lóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm háo hợp đám cưới tưng bừng, qua tiếng hát lời ca càng chén nâng ly mời cô bác gần xa. Mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm cháu cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Mừng hạnh phúc trăm năm sớm thêm cháu cho vui nhà, để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên. Đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thuyết tình chàng một già sắc son. Chị em bên nội và bên ngoại, quý ông quý bà và quý hoa chi gia tộc hai họ nhà trai và nhà gái, hôm nay gia đình của ông bà Nam Triệu Hồng chúng tôi xin hân hoan chào đón bên họ nhà gái đã đưa con đưa cháu về bên chồng. Và giờ đây thay lời cho ban tổ chức nghi lễ phía bên họ nhà trai, chúng tôi xin thông qua chương trình hành lễ thành hôn của hai cháu Hào Quy và Kim Tuyến. Phần một, ông bà Nam Triệu Hồng làm lễ thượng hương kính bái gia tiên. Phần hai, cô dâu chú rể làm lễ bái đường. Phần ba, cô dâu chú rể làm lễ cắt cách ông bà cha mẹ cũng như thân tộc bên nội và bên ngoại và đang hiện tiền. Và để trở lại phần chương trình, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu ông bà Nam Triệu Hồng thắp nhang làm lễ nguyện hương, kính mời ông bà. Thường nói em ánh mắt em đây như ngôi sao trên trời cao, tiếng ngỡ
mắt em đầy say ngất ngây bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Cao tiếng ngất em đầy say ngất ngây bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Quanh ta lại phu thế. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, ngàn đời yêu nhau. Quý ông quý bà, dạ quý ông nhìn ra bậc thầy họ ngàn đời mà ngàn đời. Về hoàng nhà ông bà nam chủ hôn, đó là lễ gia tiên lên đôi đèn và cô dâu chú rể cũng làm lễ bái đường trình diễn những người quá giảng đã xong. Đây là phần hai cháu dâng chung rượu đặc biệt cho bà cô còn đang hiện tiền để hai cháu đền đáp công ơn dưỡng dục của bà. Mời cô dâu chú rể dâng rượu. Hai tay cô dâu các bà cô nhận cho cháu cúi đầu xá lễ bà cô hay sao? Rồi, xá. Xá một xá. Xá hai xá. Rồi, cảm ơn. Rồi, thay lời cho hai cháu chúc bà cụ sống lâu trăm tuổi, đến 120 tuổi luôn. Mới kinh hài à? Bà nói đi. Chúc trăm năm hạnh phúc, bà nói bà. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Chúc cho hai cháu chẳng trăm năm mà hạnh phúc. Cảm ơn bà mẹ. Cảm ơn bà đúng rồi. Quá hay không? Ok. Chính ba tuổi chưa lặng. Rồi, quá. Các ông nội bà nội cho cháu nghe chung rượu lễ. Mời cô chú rể bước ra trước nội bà nội. Hôm nay ngày cháu rước dâu về tới nhà, cũng xin phép ông bà nhận cho hai cháu chung rượu lễ này để hai cháu đền đáp công dưỡng dục của ông bà. Xin mời ông bà nội nhận lễ ạ. Rồi, bây giờ xin phép ông bà cũng nhận cho cháu cúi đầu xá lễ hai xá. Tiếp theo là phần hai cháu dâng chung rượu cho ông ngoại. Theo là phần hai cháu dâng chung rượu cho
Xin mời ông bà nhận lễ ạ. À, xin phép ông bà cũng nhận cho cháu cúi đầu xá lễ ông bà hay sao? Dạ. Quỳ nhắm tới trước chúng mình nhắm rồi khá đi. Thằng vợ chồng cháu Quy dân chung rượu đặc biệt đến cho ông Bảy, bà Bảy, bà Bảy uống thế ông Bảy luôn. Chị Bảy Vinh nữa, rồi là 2, 3. Rồi, bà Bảy uống hai ly rượu. Cầm cầm mi nói bảy 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 cầm mi nói bảy mi nói chúc cho cháu lấy cái đức bảy luôn. Alo. Dạ. Hôm nay ngày là mùng 9 tháng 4 âm lịch năm 2020. Vợ chồng của cháu Quán có làm lễ thành hôn cho con trai cả là Hào Huy và Kim Tiến. Bà Bảy hôm nay là ngày bà Bảy chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi và làm ăn phát tài phát đạt, năm được sanh con cháu đầy đàn, năm đầu đứa trai, năm sau đứa gái, đây nữa thì dài dài thêm là một cái đậu bóng luôn, một đậu bóng đậu bóng của Hồng Ngự. Rồi cái nữa là bà phải có món quà để tặng cho hai cháu để làm trong ngày cưới. Rồi, quá hay rồi, quá hay. Sau phần nghi lễ chúc của bà Bảy, đây là phần hai cháu dân chung rượu cho ông Út. Chúc chị tôi chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Rồi, quá hay. Xin cho chào phát tay nha. Rồi, bây giờ ông Út cũng có món quà gửi cho cháu rồi. Bây giờ hai con cúi đầu tạ ơn ông Út. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Bây giờ cô dâu chú rể dâng rượu cho ông Sáu là thông gia với gia đình của ông bà nội. Rồi, mời ông Sáu nhận lễ với cháu nè. Ông Sáu nhớ ở đây không? À. Rồi, bây giờ mời ông Sáu nhận lễ à. Rồi, con cúi đầu tạ ơn ông Sáu. Ông Sáu đường xá xa xôi lắm con, là cái đây nữa nè. Rồi, cho nhà phát tay, chúc mừng ngày phố. Con quý ông với bà, phần đi lễ tiếp theo là phần hai con dâng chung rượu cho Đấng Sinh Thành. Người đã một đời chịu thương, chịu khó, bảo tặng một nắng hai xương, nuôi con không lớn cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế mà ông bà xưa ta thường có câu ơn cha lành cao như núi cả, đức mẹ hiền sâu từ họ biển khơi, bao năm mưa nắng giải dầu, nuôi con không lớn bạc đầu không hay. Chính vì đó mà ngày hôm nay xin phép ba mẹ cho con dâng chung rượu đặc biệt này để báo hiếu trời đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Mời cô dâu chú rể dâng rượu cho cha mẹ. Rồi quá à Quy, chúc nó không cha mẹ một cái. Rồi xong, bên đây. Mời ba mẹ, mời hai bà cũng đi uống chút mời, 100% luôn. Vỗ tay cái gì ơi, vui vẻ. Rồi bây giờ hai con cúi đầu xá lễ ba mẹ hai xá. Rồi xong để đền đáp cái công dưỡng dục với cực khổ của ba mẹ thì cháu Quy tiến tới hôn ba, còn cô dâu tiến tới hôn mẹ. Xiết mẹ, xiết ba. Rồi cảm ơn. Cha mẹ bên chồng đã xong thì hai con cũng không quên dâng chung rượu cho cha mẹ bên vợ. Rồi mời cô chú để dâng rượu cho cha mẹ bên vợ. Quy sáng cho cha chứ Quy, sáng một tiếng. Sáng một tiếng chứ. Mỗi đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời bên con. Chính vì đó mà ngày hôm nay xin phép ba mẹ cô nhận lễ cho hai con để báo hiếu và đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Cha mẹ thì xá chung. Rồi bây giờ xin phép cô, cậu, dì, dượng, chú, bác, thân tộc bên nội bên ngoại nhận lễ cho hai cháu xá chung thống nhất hai xá. Hôm nay trong buổi lễ hôm nay thì trình lễ cho tiên ông bà quá xong và trình lễ cô bác ông bà còn hẹn tiền. Hôm nay buổi lễ đã kết thúc, tôi xin thay mặt chủ hôn họ nhà gái kính mời cái họ cái gì đó.
chỉ còn kết thúc. Rồi, xin mời ra. Chớ lo chi, trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thương gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn câu biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta giấu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ gieo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuần hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trọn một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đầu môi vẫn luôn thương gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng non ngàn câu biển khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hai chúng ta giấu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi thấy hai em nắm lấy bàn tay khác. Để giờ đây anh như một cô gái chỉ biết làm em và nó còn nhạt nhạt. Chắc có lẽ là kẻ thương người để em thay lòng đợi người đến sau. Vậy thì tôi đã giúp em hạnh phúc nên người nên thương về yêu đã tròn. Gặp không may, em xa nơi này và dần dần nhà về đây. Bao chân giữa hàng yêu, nhìn về đây đó đây. Qua chiều thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đèn lòng mà quay lưng. Hay lắm mang mệt nhìn người cười mà sắc sắc sắc. Bên kia là pháo hoa, dần dần người đến xem. Họ hàng mang kết xuyên, còn mọi mình là hết xuyên. Anh như trẻ làng, không tôi có chút truyền thông. Đây cánh chim nhỏ làm đang khi bên cậu đi ưng trong. Anh là một con đường cơm, bắt ánh sáng ánh xây vòng. Cả một vòng sống nhưng chẳng chỉ còn vung trọng. Vì ấy lúc ta còn trẻ nên đời bạc mà vô sinh. Anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh. Anh cắm lên với sông nước và cảnh bạc đầy hủ. Tàn còn người ta cho em máu lụa hỏi tại sao chẳng thù thầm anh. Sao đã thương, nhìn nhau như cố hương. Thì lời mơ muốn phương, người say nên vẫn thương. Hết rồi cuối cùng, nắng thì cũng đang ngã bàn. Bên với người nhân như tình, mình em phải thứ bằng tâm. Bệnh buồn lắm phải không, chả chẳng lắc mình đâu. Tiếc người cùng chả trong em thôi có chỉ. Thả cho sống nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem. Người ta sẽ nói em tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái tên anh từng mơ. Dù cho bản thân này họ đã như trái tim chẳng ngừng thở. Mà ba của anh là hắn, ba sẽ có hứa cũng ráng đổ. Nên người là kiếp là nhu. Anh chẳng mãi làm lữ khách đi với nhau cả một hành trình. Giờ có sao sao thở chắc. Em ước là đời của em yêu chân. Còn giống như người ta. Và giờ giờ đây mà xem có người đứng lên kêu hoa. Và giờ sẽ tốt như ở đây. Nhưng chẳng còn bằng lòng như ở đây. Tình yêu của anh thì có đủ quyền vị. Nhưng mà chẳng ngọt như ở đây. Trong buổi lễ tân hôn sáng ngày hôm nay, lễ đầu tiên cho phép Kim Anh xin phép được thay mặt cho ban tổ chức ban nhạc Thái Ngọc cùng với dịch vụ nấu ăn Văn Anh cũng như là gia đình xin được gửi đến toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Sau thì tình yêu luôn là một đề tài muôn thuở. Vì vậy trong nhân gian thường có câu: yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịnh cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Và yêu nhau chẳng quản gần xa, đá vàng cũng quý, phong ba cũng liều. Vâng, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, chú rể Nguyễn Hào Quy và cô dâu Nguyễn Thị Kim Tuyến đã tìm được bến bờ hạnh phúc của đời mình. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 9 tháng 4 năm Canh Tý, dưới sự đồng ý và tác hợp giữa hai bên gia đình đã chọn ngày hôm nay làm ngày lành tháng tốt xe duyên cho đôi bạn trẻ. Vâng, và sau đây không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị cùng chào đón những nhân vật quan trọng chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên xin được kính mời đại diện chủ hôn ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Quán và bà Trương Thị Kim Tư là song thân của chú rể. Xin mời quý ông bà đồng tiến về sân lễ ạ. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện họ nhà trai chúng ta. Xin mời quý ông bà. Nay có ông Nguyễn Văn Sang và bà Lê Thị Nhanh là song thân của cô dâu. Xin mời quý ông bà đồng tiến về sân lễ ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón đại diện họ nhà gái ạ. Xin cảm ơn.
nhiều vào công ơn sinh thành những điều vô bờ bến của những bác sinh thành của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay đã hiện diện trên sân khấu đã đầy đủ rồi. Và bây giờ tiếp theo xin mời tất cả quý vị một lần nữa cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chào đón đôi gương đẹp nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, chú rể Hào Quy và cô dâu Kim Tuyến. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời. Xin cảm ơn. Vâng, trước mắt tất cả quý vị đang là hình ảnh đôi người đang tay trong tay, vai kề vai cùng dìu nhau đến bến bờ hạnh phúc của đời mình. Lễ. Và trước khi bước vào nghi thức ngày hôm nay, cho phép đại gia đình của chúng tôi xin phép được nghiêng mình ra mắt tất cả quý vị cũng như gửi đến tất cả quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã nhân chút thời gian quý báu của mình đến chung vui cùng với gia đình ngày hôm nay bằng một lời chào trân trọng tri ân sâu sắc nhất. Trong niềm vui rộn rã ngày hôm nay và trước khi bước vào nghi thức ngày hôm nay, xin mời đôi người sẽ lần lượt tiến về phía tháp ly để cùng khu rừng sâm banh chính thức khai mạc buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Xin mời chú rể. Vâng, chai rượu đầu tiên đã được khui thành công rồi ạ. Một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Vâng, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt. Nước sẽ tưới cho tình yêu của hai bạn thêm tươi thắm, và mật ngọt sẽ là hương vị tô điểm cho cuộc sống mai sau. Vâng, và chai rượu đầu tiên đã được hiện xong, xin mời chai rượu thứ hai ạ. Trung thủy sắc màu tình yêu. Một đôi giữa hai bạn nên người. Đầu tiên xin mời hai bạn sẽ dâng rượu cho đại diện chủ hôn, họ nhà trai trước ạ. Xin mời quý ông bà hãy nhận ly rượu hiếu rượu tình của hai con ạ. Và giữ nguyên chiếc ly trên tay của mình ạ. Và tiếp theo xin mời đôi gương sẽ dâng rượu cho đại diện họ nhà gái. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Anh tạo sớm hương mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Giống như chiếc ly trên tay của mẹ trọng đại ngày hôm nay, Kim Oanh xin kính mời toàn thể quý vị hãy rót thật đầy ly của mình, nâng ly thật cao và hô vô thật to cùng với Kim Oanh để chúc cho đôi người chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Nào, những chiếc ly đó hết rồi ạ. No, 1, 2, 3. No. Vâng, chúc mừng ta đoàn đoàn ngày hôm nay xin chúc cho tình thân nhà hai bên đường ngày càng nhiều sương thắng chặt hơn. Xin mời quý ông bà cùng bước tới một bước cụng ly với nhau ạ để thể hiện tình thân gia mãi keo sơn bền chặt. Vâng. Và bây giờ xin mời quý ông bà cùng uống cạn ly ạ. Nay thì chủ hôn của chúng ta có đôi điều muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị quan khách cũng như là quan viên hai họ ngày hôm nay. Xin mời ông ạ. Hôm quá nói chuyện hay lắm. Nói đi quá. Alo. Nói chung là hôm nay là ngày 19 tháng 4 thì tôi có cưới vợ thằng con trai là Nguyễn Hà Huy thì
các cô chú anh em ông bà đến đây bỏ chút thời gian đến đây chung vui gia đình thì mình cũng thay mặt gia đình thì xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Chúc cho cô chú anh em đến được dồi dào sức khỏe và giữ buổi tiệc ăn được ăn ngon miệng không say không về. Ai uống không say không về. Cho họ tay đi. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là ý nghĩa của chủ hôn đại diện Hoàng Nhà Trai. Xin mời quý bà cùng bắt tay với nhau một cái. Cho tình thông gia mãi bền chặt cao sơn. Bây giờ xin mời đôi thông gia cùng trở về tình bạc tiền để chiêu đãi những vị khách quý của mình. Xin cảm ơn quý ông bà rất rất nhiều. Và bây giờ xin mời đôi người cùng nán lại trên sân lễ để cùng bước vào nghi thức cắt chiếc bánh tưới tình yêu của hai bạn ngày hôm nay. Tay buông đĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt xa, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Ngày hôm nay hai bạn đang tay trong tay cùng nhau cắt chiếc bánh tình yêu, cũng đã nói lên rằng hôm nay hai bạn đã chính thức nên vợ thành chồng. Và từ đây sẽ cùng nắm lấy tay nhau đi xây dựng một cuộc sống mới, một tương lai ấm no hạnh phúc. Vâng, chúc tình yêu hai bạn lúc nào cũng ngọt ngào giống như chiếc bánh kem ý nghĩa ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đôi người cùng tiến về chính giữa trung tâm sân khấu. Kim Anh có một điều muốn chia sẻ với đôi người mà. Chia sẻ với đôi gương một điều như thế này. Kim Anh thường nghe người ta nói là ngôn ngữ của tình yêu thì thường nằm sâu trong đôi mắt, nhưng sức mạnh của tình yêu thì lại ẩn chứa bên trong hành động. Nhân ngày vui hôm nay, ngày trọng đại của hai bạn, Kim Anh muốn hai bạn hãy dùng một hành động thiết thực nhất để chứng minh rằng tình yêu của hai bạn thật sự mãnh liệt và sâu sắc. Đó là hai bạn sẽ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy và thấm thiết nhất từ trước đến nay ạ. Khoan ạ, chừng nào đến 1, 2, 3 cái ạ. Vâng, tất cả quý vị nếu đồng ý với Kim Anh thì cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn, thật yêu để ủng hộ cho đôi gương ạ. Vâng, 1, 2, 3. Một khoảnh khắc rất là đáng nhớ, rất lãng mạn trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của đôi gương rất rất là nhiều ạ. Rất đẹp. Và Kim Anh cũng xin chúc cho đôi gương luôn vĩnh kết đồng tâm, con cháu đầy đàn nhé. Và bây giờ nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại nghi thức ngày hôm nay. Xin mời hai bạn cùng trở về tường bàn tiệc để chiêu đãi những vị khách quý của mình ạ. Cảm ơn. Cùng gia đình ngày hôm nay, chúc tất cả quý vị có được một buổi tiệc thật vui và ngon miệng cùng với dịch vụ nấu ăn Văn Anh. Vâng, và không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại với chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Vô ra. 88 đại khái. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, Kim Anh xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm được mang tên Hoàng Tử Trong Mơ. Xin mời tất cả quý vị cùng thức khúc này. Thank you.
Chứ không sao
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô che mặt ta kìa. Đã hạ lại xuống. Dừng úp, xả lại xuống. À, rồi. Rồi, một, hai. Thầy sẵn nó tất. Hai. Thầy đi. Trên cao làm lòng ta luôn khát khao, tình yêu như mộng đẹp nên thơ làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh yêu em mãi, mình càng yêu nhau say đắm.